Có chuyện gì không bác hai? Chậm à, con hãy dừng ngay cái việc giết về Ngô Miếu đó đi. Mục đích con giết á là muốn tìm ra sự thật. Con còn muốn tìm sự thật gì nữa? Về cái chết của cha con. Bác đã nói với con rất nhiều lần rồi, là do ông thích. Ông ta là người phá hoại gia đình con, dụ dỗ má con. Vào thời điểm đó, má con đâu phải là cái tuổi 14 hay 15 mà đã có chồng, đã có con rồi, làm sao dễ dàng mà để cho ông thức dụ dỗ vậy được? Vì hắn ta là một người rất thâm độc, rất nham hiểm. Hắn ta đã bày đủ mọi mưu kế để hãm hại nhiều người, trong đó có má con. Nếu như bác nói vậy, vậy má con là một người nhẹ dạ cả tin và ham tiền ham vật chất hả? Chậm, má con không phải là người như vậy. Bác ngăn cản con giết vì bác sợ. Bác sợ con biết đúng sự thật về người bác thương, đúng không? Chậm! Nếu bác nói má con là người tốt, mọi việc đều do ông thức, tại sao bác biết mà bác không ngăn cản? Sao con biết là bác không cản? Có, bác có ngăn cản, nhưng bác ngăn cản cho có thôi. Bác thừa biết cha con với ông thức có mâu thuẫn với nhau, nhưng bác là chỉ làm lơ để mà ngư ông đắc lợi, đúng không? Con im đi! Tại sao con có thể nghĩ về bác như vậy? Hả chậm? Trời ơi là trời! Ân oán, mong muốn báo thù đã làm cho con lú lẫn rồi. Con nghe lời bác hai đi, làm ơn dừng cái chuyện điều tra này lại, đừng có để mọi chuyện đi quá xa nữa chồng. Bác ngăn cản con tìm ra sự thật vì bác sợ con điều tra ra sự thật là bác muốn chiếm má con làm của riêng cho mình, và thậm chí có thể bác là hung thủ giết chết cha con. Ơi, bác nhà anh có chuyện gì vậy? Cũng làm gì đó thì cũng làm đi. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.